Wow, một chiếc xe tải đang chở rất là nhiều các loài động vật trên chiếc xe các bạn. Wow, thấy các bạn khủng long nữa các bạn. Wow, chiếc xe tải khá là to luôn. Oh, một con T-Rex màu đen đỏ nó đang rình mò, nó đang đi theo cái xe tải các bạn. Wow, nó định làm gì đây? Thôi, nó đuổi kịp, cái xe tải đang bị dính lại rồi các bạn. Có vẻ dính bùn nên nó bị chậm lại rồi các bạn. Oh, nó đang nhìn qua nhìn lại kìa các bạn. Ui, đích thật sự là gì đây? Ui, nó cắn xe tải rồi bạn. Ui, nó cắn xe tải rồi kìa. Nó định giải cứu nhưng khủng long ơi không, nó ăn luôn khủng long rồi các bạn. Ui, nó cắn hụt rồi các bạn. Ui, nó điên lên và nó tháo bánh cái lồng ra luôn để nó ăn dễ các bạn. Ui, nó bắt được con Spinosaurus Lego nhỏ xíu rồi các bạn. Ui, nhai nuốt luôn rồi kìa. Đừng đớn, nó bắt luôn một Indoraptor luôn kìa. Ui, thật là to như chú khủng long này các bạn ạ. Ý, một con chất ôi Styracosaurus khổng lồ nó đang chạy định tới các bạn, nó đang chạy tới kìa, có vẻ như con kia nó đang ăn ống yến nó không biết gì cả. Ô, nó đang làm gì, nó đang làm gì, ui nó đột ngột tấn công luôn con T-Rex bay luôn rồi các bạn. Nó hút bay xe ở đây, hút cái xe các bạn. Ui, nó giải cứu những chú khủng long rồi kìa các bạn ơi. Rất là đáng tiếc con Sino với con Indo không được giải cứu kịp thời các bạn. Tyrannosaurus chúng ta hạ được cả một con Tyrannosaurus luôn. Quần đọc cái tên nó rất là giống nha, con là Styraco, con là Tyranno. Wow, có vẻ như là cuộc lật xe đã làm cho rất nhiều các loài động vật kinh động ta chạy đến các bạn. Ui, một con Therizinosaurus, cái con khủng long cũng có cái bộ móng vuốt rất là dài luôn nha các bạn. Wow, móng vuốt của nó kìa, nhìn đã thật sự luôn. Wow, đây là vũ khí duy nhất của nó để dùng để chống lại những con khủng long ăn thịt khác các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn thấy kìa, bộ móng vuốt rất là sắc bén luôn nha. Đấy, bộ hình khá là nặng luôn. Ui, nó đánh nhau với con Bachycephalosaurus. Ui, nó gật luôn, nó đánh, nó ui, nó nắm đầu nó đánh luôn con Bachycephalosaurus luôn kìa. Ui, mình có cả một con Canotaurus luôn, một loài rất là giống con T-Rex nhưng mà lại có hai cái sừng trâu các bạn ạ. Oh, gọi là Taurus vì nó có hai cái sừng đó các bạn. Wow, rất là đẹp luôn cái mô hình. Ui, nó đang thưởng thức bữa ăn của nó kìa các bạn. Oh, nó đang ăn kìa. Nhìn đẹp, con này đẹp thật sự luôn cái mô hình, nhìn được cái lớp gai người ta quá rồi. Iguanodon, một con khủng long một bộ móng guốc các bạn ơi. Wow, nhìn cơ bắp trên người đó kìa, trên cái chân của nó kìa. Wow, rất là săn chắc luôn. Con này nó có thể đi bằng hai chân trước nha, mà thường nó sẽ đi bằng kiểu này, chân trước thì nó dùng để bốc thức ăn nữa các bạn. Con này nó bốc được thức ăn nha, nó rất là hay luôn. Wow, Parasaurolophus các bạn ơi, một chú khủng long với cái đầu màu gà rất là đẹp luôn nè. Một cái mô hình kìa các bạn, các bạn nhìn thấy những cái lằn trên người nó, họ làm rất là chân thật. Ui, nó dùng đuôi nó quật con Bachycephalosaurus kìa. Ui, ui con này nhìn nó cao quá, nó quật không trúng miếng nào luôn các bạn. Ảo thật sự luôn. Brachiosaurus, một chú khủng long thuộc họ cổ dài. Wow, sống một tỷ Dura các bạn ơi. Wow, cái cổ nó dài chưa kìa các bạn. Ui, nó to thật sự luôn đấy các bạn ơi. Wow, cái cổ nó dài cả khúc luôn đấy chứ. Nhiều quá các bạn. Mosasaurus, mô hình đồ chơi. Ui, nhìn cái mô hình này là đẹp nhất từ trước đến giờ mình từng thấy đây. Oh, nhìn những cái họa tiết trên người nó kìa. Cái cắm miệng mình cũng điều khiển được luôn này, mở ra mở vô được rồi này. Ui, nhìn rất là giống phiên bản thật luôn kìa. Mua xa sau đó này nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, Deuteranodon, một loài thằn lằn bay. Loài này là nó săn mồi theo bầy nha các bạn. Oh, nó bay, nó bắt những con mồi mà đi riêng lẻ đấy các bạn. Wow, nó bay quá là to luôn. Ui, thấy không, cái này thấy không, bầy nó lao vào con Spinosaurus kìa các bạn. Wow, ui, một con khủng long nó cắn chặt vào cái đùi con Spinosaurus kìa, quá mạnh luôn. Dilophosaurus, wow, một con khủng long hai mang Lego đẹp chưa các bạn. Con mấy con Lego này là mình có thể mở miệng được hết nha, mỗi con nó đều có một cái hay của riêng nó nha các bạn, rất là đẹp luôn nè. Hai cái mang nó phình ra kìa, trời ơi. Ấy, bạn nhìn thấy cái gì trên tay cổ nó không? Nhìn như bộ tóc nhưng mà không nha, đó là cái mang của nó, khi mà nó gặp đối thủ lớn hơn nó sẽ phình cái mang ra để nó hù. Ankylosaurus, wow, một con khủng long với một cái bộ giáp đầy gai trên người. Wow, rất là khó tìm được cái kẻ thù của con này, nó vừa mạnh mà nó vừa vừa có cái lớp phòng thủ rất tuyệt vời luôn các bạn.
gai của nó trên người các bạn thấy không? Đấy, nó tấn công bằng cái đuôi, bằng cái cục kỳ trên đuôi á, rất là mạnh luôn. Denoni chết, một con rất là giống con Velocity luôn các bạn ơi, nó chỉ khác mỗi cái màu sắc thôi này. Wow, nhìn giống thật sự luôn này. Ôi, cái những cái lằn sấm sét rất là đẹp đi nha. Mối Denoni chết của chúng ta đây, rất là giống con đà điểu này. Cái chân nó như con đà điểu luôn các bạn thấy nha, các bạn nhìn kỹ vô cái chân nó thì cái dáng chạy của nó cũng như con đà điểu luôn. Wow, con khủng long rất là lạ. Một con Triceratops hồi nãy nó bị tấn công mà có vẻ được giải cứu ra đây. Wow, một con tam giác long rất là đẹp luôn. Đó, nó ăn kìa các bạn. Nhìn nó to chưa kìa. Ui, con này nó to thật sự luôn. Đó. Mình thấy được một chú hổ các bạn ơi, chú hổ đồ chơi. Ui, cái mô hình kiểu bạn đẹp ghê chưa kìa. Ui, quá, mình nhìn cái cổ nó có vẻ cái làn phần vằn của nó bị lợt đi rồi. Wow, một đám người đang chạy. Ui, có vẻ đám nhóc đằng sau nó không sợ các bạn ơi. Ui, con hổ nó sống trường mà có vẻ nhiều, rất là nhiều người không sợ vẫn đứng nhìn. Một con zebra, một con ngựa vàng. Ui, cái mô hình này nó dính bẩn nhiều quá, có vẻ như là nó bị bắt ở đây khá là lâu rồi, nó thấy dính khá bẩn các bạn. Wow, nó sống chung chuồng với con bò và con dê núi rồi các bạn. Wow, nó sống chung chuồng với những con đó luôn kìa. Wow, chú ba chi sơ ba lô sơ đó chúng ta đây rồi, một con khủng long với cái đầu rất là cứng luôn. Đã nhìn thấy những cái chấm chấm trên đầu đó không, dùng để bảo vệ đó các bạn. Ui, con ghi ra sau đó nó đang bắt con ném bay luôn con ba chi. Wow, mạnh quá các bạn ơi. Ui, chúng ta có một chú lạc đà hai bú rất là đẹp luôn, rất là giống luôn kìa. Wow, nhìn hai cái bú nó to vậy, cái cổ nó cong cong luôn này, rất là giống luôn các bạn thấy chưa, giống cực kỳ luôn nha. Đó, dáng đứng của nó. Ui, con này có vẻ khá là cao đấy, con này gần 2m đấy các bạn, cực kỳ cao luôn. Stegosaurus, mô hình đồ chơi với cái những cái gai trên lưng. Mình không biết dùng để trang trí hay để phòng thủ đâu bạn, tại mình chưa thấy con này đánh nhau, nó đánh nhau chỉ bằng đuôi thôi. Đấy, rất là lạ luôn. Một chú tê giác Rhino. Wow, Rhino to chưa kìa. Đấy, wow, nhìn cái sừng của nó kìa, dài thật sự luôn. Trong video chúng ta là một chú tê giác vừa trưởng thành thôi, các bạn nhìn có thể nhìn thấy là cái sừng trên cái mũi nó chưa có được to cho lắm nha. Ui, chúa sơn lâm, một chú sư tử mô hình cao su khá là nhẹ luôn, mình cầm mà như mình cầm lá cây hay gì thôi, nó rất cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Wow, nó to chưa kìa, cái cơ bắp của nó kìa. Wow, nó mà vồ sang con mồi thì con nào mà chạy cho nổi, nó thật sự luôn. Dracoret, một chú khủng long thuộc họ của ba chi Cephalosaurus đây các bạn. Wow, với cái đầu cũng khá là cứng nhưng mà nó lại khá là nhỏ so với dòng họ của nó. Nhìn những cái gai sau cái cổ nó kìa, rất là lạ luôn, phân biệt nó rất là dễ luôn các bạn. Con này nhìn con kia không có gai trên cổ vậy đâu. Đấy, rất là dễ thương luôn. Một chú hào mã đang há cái mồm rất là to, đang đe dọa mình đây. Wow, miệng nó to chưa kìa, với những cái răng rất là nhọn luôn. Ui, ngọn quắc luôn kìa. Ui, nó ở chung với con linh dương kìa các bạn, với con bò nó kìa. Có phải những con vật này nó ở chung được với nhau các bạn à. Ui, có lạc đà không bú nữa kìa. Wow, Tyrannosaurus T-Rex, cũng long bạo chúa, mô hình đồ chơi rất là đẹp luôn, mở miệng được hết luôn. Wow, há cái miệng to chưa kìa. Đã chưa kìa. Đấy, ui, nó mới về săn được con gì mà giờ nó quay hướng nó đi lâu rồi các bạn. Wow, con T-Rex. Ui, các bạn nhìn thấy cái chân của nó chưa, to khổng lồ luôn. Monolophosaurus, một con khủng long. Ủa, khủng long này mình rất là thích này đấy. Ơi, nó có cái vị nó cắn ra cắn vô được nhờ bám vào cái đuôi nha các bạn. Đó, ui, nó đánh nhau với con Dilophosaurus, nó nhảy luôn kìa. Ui, nhìn mô hình thì to nhưng mà nó thật ra là nhảy rất là nhỏ luôn. Ui, chúng ta có một chú rùa biển. Ui, nó nặng quá các bạn ơi, tôi cầm mình nó rớt luôn đấy. Wow, rùa biển rất là nặng luôn nha. Ủa, mô hình làm bằng gì mà lại nặng thế không biết nữa. Ui, trong video chúng ta là một chú rùa núi đang kiếm nước và có vẻ như là hết nước rồi sao đấy các bạn, không thấy nước đâu cả các bạn ơi. Một chú nai với cặp sừng rất là đẹp luôn, màu xanh luôn kìa các bạn. Wow, ấy, trong video chúng ta là một chú nai sừng tấm với cái cặp gạc nó phình ra các bạn, rất là dễ phân biệt những con nai này luôn.
Indominus Rex của hình Lego, một sự lai tạo giữa Raptor và Tyrannosaurus các bạn. Các bạn biết nó là, các bạn nhìn nó màu trắng với cái cánh tay nó sẽ dài như con Raptor các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đó các bạn thấy giờ cánh tay nó rất là dài luôn. Còn T-Rex thì cái tay nó thì các bạn không phải biết rồi, nó rất là nhỏ, nhìn rất là đáng yêu luôn cái cánh tay của nó. Velociraptor chúng ta đây rồi, cực kỳ giống Deinonychus luôn. Wow, cái mô hình Lego lên nhìn chỉ khác màu mới phân biệt được. Ui nó làm gì với con kia, nó Stego luôn các bạn. Ui nó đang ngầm gừ với con dòng họ Stego hay gì các bạn. Gorilla, một chú tinh tinh rất là đẹp luôn. Wow, nó đang đập cái ngực con chua cái mỏ nó ra kìa, thấy ghét chưa kìa. Ui nhìn tập màu của nó. Ui nó đang chơi bóng hay gì, nó đẩy cái bóng đi rồi các bạn. Nó làm gì đây? Nó leo được xuyên cả luôn cái hàng rào kìa, quá thì what the, ảo thế. Mình có cả một con bạch tuộc ở đây nữa này. Mình nhìn thấy con tinh tinh hồi nãy là mình không biết nói gì luôn rồi. Nó đánh nhau với ba con hổ, mà tụi nó ném ba con hổ bay luôn kìa. Wow, bay mất tiêu luôn. Wow, mạnh thật sự các bạn ạ. Stegosaurus chúng ta đây rồi. Con khủng long đã giải cứu những con khủng long đầu ở đầu video chúng ta. Wow, con khủng long này bấm cái đuôi nó giật cái đầu rất là đẹp. Ui, nó đẹp cái màu sắc của nó kìa các bạn. Wow, màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, những cái lằn như một con hổ. Wow, đẹp thật sự luôn các bạn ạ. Ôi mình còn cả Mamenchimosaurus này, con khủng long với cái cổ này, con này cổ cực kỳ dài luôn. Mô hình này ơi, bấm cái nút là nó giật cổ này, mở miệng được luôn này, hay chưa kìa. Nó gầm rồi. Ui nó to chưa các bạn, thấy con T-Rex mà đứng không bằng cái chân của nó luôn đấy. Con này là thuộc rồng to nhất luôn rồi, to hơn cả những con Lachi luôn.